Hôm nay mình sẽ test cái chất lượng camera của mẫu Flycam S5S này. Và thời tiết hôm nay có gió nhá, bay thực tế ở ngoài trời và test chất lượng camera của nó xem như thế nào. Mẫu Flycam động cơ không rửa than giá hơn 1 triệu. Có chất lượng cam khá là ổn trong tầm giá. Đấy, bây giờ mình sẽ bay thử và test camera của nó. Rồi, bay lên nào. Thời tiết hôm nay có gió nhẹ mọi người nhá. Anh em có thể nhìn thấy những cái lá cờ kia nó đang bay phấp phới đấy. Có gió đấy. Mẫu này là một mẫu động cơ không rửa than thì nó có thể kháng gió ở mức nhẹ nhẹ rồi. Nó sẽ kháng gió hơn là những cái mẫu động cơ chổi than. Đây là chất lượng camera của nó, anh em đang nhìn từ nhìn truyền về điện thoại nhá. Đấy. Có gió nhẹ nên mà nó kháng nhẹ rồi nó sẽ bị rung anh em nhé. Thì mình nhận thấy là cái chất lượng camera của mẫu S5S này với cái tầm giá này như này là khá là ok mọi người nhé. Với cái tầm giá hơn 1 củ thì anh em không thể đòi hỏi chất lượng cam ngon được. Nhưng cái mẫu được cái là chất lượng hình ảnh nó rõ ràng hơn so với những mẫu rẻ tiền. Đấy, mọi người thể nhìn thấy cái chất lượng hình ảnh của nó. Tất nhiên là nó chưa ghim bộ chống rung thì không thể là hình ảnh ổn định được. Đây mình sẽ quay vào người để cho anh em nhìn thấy nhá. Quay vào người mình này. Cụp camera xuống. Gió này to quá mọi người. Gió này rất là to nhá. Nhưng mà Flycam nó sẽ bị rung lắc. Mẫu này thì kháng gió, để mà kháng gió tốt hơn thì anh em sẽ chơi những cái mẫu đắt tiền. Còn với cái mẫu tầm hơn triệu kháng gió nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Rồi thì mình đâu rồi. Đây mọi người nhá, mình đây. Rồi bây giờ mình sẽ bay lên cao, cao hơn nhé, để thử chất lượng camera của nó. Cho nó ngẩng lên. Mình sẽ bay thử lên trên cao. Ui, gió to quá. Hôm nay trời gió to quá nên bay lên cao hơi rén anh em ạ. Gió nó dễ tạt đi mất lắm. Rồi mình sẽ bay ở mức vừa phải nhé. Gió thổi đấy. Đấy, bay lên cao để cho anh em xem cái chất lượng hình ảnh của nó. Cho bay lên cao nữa nha. Vì mẫu này chưa có GPS nên khi bay lên cao nó sẽ bị không giữ được vị trí. Những mẫu GPS thì lên cao nó mới giữ được vị trí mọi người nhé. Đấy, chất lượng hình ảnh của nó, anh em thấy thế nào nhỉ? Đấy. Rồi, mình sẽ cho về nha. Hôm nay gió to quá nên không dám cho bay cao, bay xa nữa. Mình sẽ cho hạ thấp xuống và cho xuống. Anh em thấy chưa? Hôm nay gió to, bay những mẫu rẻ này rất là nguy hiểm. Rồi, đã hạ cánh thành công.